Diệu Nhi lần đầu hé lộ chuyện tiền bạc trong cuộc sống hôn nhân với anh Tú, đúng chuẩn, nóc nhà, cực quyền lực. Những chia sẻ của Diệu Nhi đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Sau 6 năm yêu đương, Diệu Nhi và anh Tú đã quyết định đi đến kết hôn với một đám cưới hoành tráng. Từ đó trở đi, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cả hai cũng gây chú ý không kém. Khác với thời còn yêu đương, Diệu Nhi và anh Tú nay đã không còn e dè trong chuyện công khai những khoảnh khắc tình cảm và khiến cõi mạng nhiều fan rần rần. Mới đây, khi có cơ hội trở thành khách mời tham gia một buổi phỏng vấn, Diệu Nhi đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc sống hôn nhân của mình và anh Tú. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về chuyện tiền bạc trong nhà, chồng em sẽ luôn đưa tiền cho em đúng không? Ngay sau đó, cô nàng đã có câu trả lời rất lém lỉnh và dễ thương, mắc cỡ quá. Em nghĩ là gia đình nào cũng vậy, thì nó quy về một mối thì nó mới bền. Chi tiêu về những khoản chung thì em cũng đã nói em có rất nhiều khoản mình chia ra gồm tiền cá nhân, tiền chung với nhau chứ em không bao giờ lấy hết tiền của chồng hay người yêu em đâu. Diệu Nhi đã có những chia sẻ về chuyện tiền bạc với anh Tú. Diệu Nhi lầy lội chia sẻ thêm, nếu mà em lấy hết rồi tới mấy cái ngày lễ, tiền đâu mà mua quà cho em sẽ chia phần trăm cho tá lần, diễn viên, ở công ty của em, là như vậy là xin được phần trăm đó. Để dành tiền đi. Em là chủ còn chồng em là tá lần, có hợp đồng và bảo hiểm đàng hoàng. Ký có một lần mà, được, suốt đời luôn. Qua đó, Diệu Nhi cũng đã thể hiện được quyền lực của mình khi là nóc nhà. Cuộc sống hôn nhân của Diệu Nhi và anh Tú được nhiều người ngưỡng mộ,